cư dân sống tại Jaya Nhà Bè rất là thích thú bởi vì nơi đây có khá nhiều công viên, có khá nhiều tiện ích. Và Phước Sửu đang đi dạo tại một công viên giác quan. Nói đến dự án Jaya Nhà Bè là một khu đô thị thông minh bởi vì tại đây thì có nhiều cái công viên, và đặc biệt công viên mà Phước Sửu đang đi dạo đó là công viên giác quan. Nơi đây khi mà quý anh chị đi dạo thì hệ thống đèn sẽ từ bật sáng tắt, và đồng thời có những cột gọi phai thăm cho quý anh chị khi gặp những khó khăn, nguy hiểm hay là những trường hợp bất trắc. Một khu dân cư khá đẹp và một cái cảnh quan cực kỳ bắt mắt. Nơi đây khi quý anh chị mà sở hữu những cái dòng sản phẩm biệt thự, nhà phố tại nơi đây sẽ là một nơi gọi là cho quý anh chị đầu tư bền vững và an cư lâu dài. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây có khá nhiều cái máy tập thể dục thể thao. Nơi đây thì cư dân ở đây có thể hòa mình cùng với lại thiên nhiên, hòa mình cùng với sông nước. Rất là nhiều máy tập thể dục thể thao và dụng cụ thể dục thể thao. Và như mọi người đây nhìn thấy là những cái đồi cỏ ở đây đối diện và trực diện bờ sông. Và như mọi người nhìn thấy thì có những con thuyền, những cái thuyền câu đi dọc theo con sông để bắt cá theo cái đoạn bờ sông này. Thì hiện tại chủ đầu tư đang mở rộng bờ sông, vét nào và ép cọc bờ kè để là làm cho con sông này rộng hơn. Nơi đây sẽ là một nơi check-in của hai cái công viên của phân khu đầu tiên là phân khu Zai River Country One và phân khu Zai Educoty. Đó là một cái cơ hội cho quý cư dân khi mà chọn lựa nơi đây là một cái nơi đầu tư an cư lạc nghiệp và sinh sống lâu dài tại cái khu dân cư này nha. Thật là tinh tế phong cả nhà, một cái len kép thiết kế cực kỳ đẹp. Khi mà Phước Sửu đi dạo qua ba cây gọi là bằng lăng cổ thụ này thì Phước Sửu biết được đây là một sản phẩm cực kỳ hấp dẫn, một cái siêu đô thị mà rất là nhiều người muốn sở hữu một căn dinh thự hay một căn biệt thự tại nơi đây để có nhiều sản phẩm đẹp và có nhiều cái tiện ích cao cấp. Thì chủ đầu tư GS Hàn Quốc đã kết hợp với ông Ấn Ông và những nhà thầu trực thuộc của dự án GS Nhà Bè đem đến cho quý anh chị những cái sản phẩm siêu tuyệt vời tại dự án này. Cùng với Phước Sửu khám phá thêm về dự án Jaya Nhà Bè để nhìn nhận được nơi đây là một nơi đầu tư an cư lạc nghiệp và sinh lời bền vững lâu dài nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.